Còn một bài nữa để chúng ta nhìn lại bài cầu nguyện, nhưng vì tôi chạy qua cái bài này, tôi chỉ nhắm tới ba lời khuyên tin mừng. Chúng ta đào sâu hơn về cái điều chúng ta sống và thực hành ba lời khuyên tin mừng. Bài cầu nguyện có thể các chị khi về với đời thường chúng ta rảnh rỗi chúng ta đọc. Chúng ta qua bài trang 53. Tội kéo tôi xa Chúa và bất trực. Sau khi chúng ta nhìn lại ba lời khấn, chúng ta có cái nhận định, chúng ta xem coi cuộc sống của mình với ba lời khuyên tin mừng: vâng phục khó nghèo khiết tịnh. Có những lúc chúng ta thăng hoa, nhưng có những lúc chúng ta bị thất bại, có những lúc chúng ta bị cám dỗ. Đó là những tội trạng, đó là tính yếu đuối mỏng dòn của con người. Và chính những cái đấy kéo chúng ta đi xuống và làm cho chúng ta xa Chúa, chúng ta không chống trọn vẹn lời khuyên tin mừng, hoặc là chúng ta bất trung với cái giao ước mà chúng ta đã ký kết với Thiên Chúa. Tiền nguyện 1, xin lấy Roma 6:12-14. Trong đoạn này, Thánh Phaolô nhắc về hậu quả của tội lỗi đã mang đến cho con người. Và Ngài nhắn nhủ chúng ta là cố gắng đừng phạm tội nữa, cố gắng để tránh xa tội. Ngài nói rằng anh em là những người đã sống lại từ cõi chết trở về, anh em hãy là những người toàn hiến thân cho Thiên Chúa và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính. Phần trên thì Ngài nhắc tới cái hậu quả của tội, anh em đừng nghe theo dục vọng, đừng theo tội lỗi nữa. Tiền nguyện 2, tôi nhìn vào con người của tôi sau những năm tháng đã làm việc giữa đời. Trong bài này xin các chị mở băng tâm hồn của mình cho Chúa. Chúng ta tránh đánh lận con đen. Chúng ta để cho Chúa làm việc. Sau khi chúng ta nhìn về ba lời khuyên tin mừng, chúng ta để Chúa lột trần con người của chúng ta như Chúa bóc cái củ hành, bóc dần, bóc lột con người cho đến cái tận thẳm sâu của tâm hồn mình, để rồi sau một năm chúng ta sống giữa đời, chúng ta đối diện với Chúa, đối diện với bản thân của mình để xin Chúa chữa những sự bất trung, xin Chúa làm lành những vết thương và tội lỗi. Và từ đó chúng ta hoan hỷ để chúng ta thăng tiến đời sống của mình. Và cũng từ đây chúng ta đừng có mặc cảm về tội. Tội là tính yếu đuối của bản thân con người. Nhưng nếu chúng ta mặc cảm về tội, chúng ta sẽ bị kéo trì trệ, chúng ta không thăng tiến được. Và khi chúng ta nhìn về tội lỗi của mình, chúng ta mới cảm nhận được cái tình thương của Thiên Chúa tuyệt vời đến mức độ nào. Ơn xin cho con nhận ra chính con người của con. Trong bài này chúng ta có hai điểm để chúng ta suy nghiệm. Một, tội nguy hiểm thế nào. Ở đây tôi xác định tội là việc tách rời khỏi Thiên Chúa, là khởi điểm cho sự xa đoạn của con người, phá vỡ mối liên hệ mà chúng ta có với Thiên Chúa, một liên hệ cha con. Năm ngoái ở trên Đà Lạt tôi cũng đã nhắc tới cái liên hệ cha con này rồi. Tội nó phá hỏng đi mất. Có nghĩa là chính người con và người cha kình chống nhau. Và không phải là ông cha đuổi con ra khỏi nhà, nhưng mà tự người con bỏ nhà ra đi. Vì cái tội, vì chúng ta tự tách rời. Và khi bỏ nhà ra đi, bỏ rời khỏi người cha của mình, thì chắc chắn cái tai họa sẽ đến với đứa con. Bởi vì cái đứa con đấy không được người cha mình che chở, đi ra ngoài toàn là bọn cô hồn các đẳng, toàn là bọn đi điếm ma cô, không thì ông bố có đâu để mà che chở cho con của mình. Mà ở đây chúng ta nhớ một điều quan trọng như thế này, là người cha luôn tôn trọng tự do của đứa con.
Chúng ta đi thì Chúa để cho chúng ta đi, Chúa không có cản chúng ta đâu. Bởi vì nếu mà Chúa cản thì Chúa lại bị lỗi, bởi vì chúng ta có tự do. Chúng ta đã trưởng thành, chúng ta có lý trí, chúng ta có ý chí, chúng ta tự quyết định cái vận mệnh của mình. Cho nên Chúa không có cản cái sự tự do của mình. Và vì vậy đứa con đi thì Chúa cứ để cho đi, và Ngài không bao giờ Ngài đụng đến. Và khi đi như vậy thì chắc chắn là phá vỡ cái mối liên hệ, đi vào sự xa đoạn, mà mất đi cái sự bảo bọc chở che của người bố. Vì thế Thánh Phaolô đã tha thiết nói với cộng đoàn Côrintô rằng: vậy nhân danh Thiên Chúa, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Các chị có nhớ năm ngoái ở trên đàn là cũng vào trong cái thời điểm này này, trong bài đọc của Côrintô có nhắc lại cái này, không biết các chị có nhớ không? Năm ngoái cũng vào thời điểm trung tuần tháng 6 khi tôi giúp linh thần thì các chị ở Vinh Sơn, trong bài đọc thánh lễ có một ngày Phaolô nhắc tới cái này trong Côrintô. Bởi năm ngoái là năm lẻ cho nên đọc thư Côrintô: tôi làm các người mất đi hình ảnh của Thiên Chúa trong căn tính của mình, và từ đó mất luôn những ân sủng tự nhiên và siêu nhiên mà Thiên Chúa dành cho con người. Kinh khủng như vậy, mất đi cái căn tính của mình là hình ảnh của Thiên Chúa, mất hẳn, tội là mất hẳn. Và vì mất đi cái hình ảnh của Thiên Chúa là căn tính của mình thì mất luôn tất cả những gì Thiên Chúa dành cho mình. Bởi lúc đó mình không còn hình ảnh của Thiên Chúa nữa, cho nên chúng ta không còn được hưởng những ân sủng tự nhiên và siêu nhiên mà Thiên Chúa dành cho con người, dành cho chúng ta. Ở đây tôi mở một đơn, chúng ta nhớ lại ví dụ ngôn về con hoang đàn, thì chúng ta sẽ thấy anh ta không còn gì nữa. Khi trở về là thân tàn ma dại, quần áo cũng rách xốc xích, nhẫn giày bán sạch, có nghĩa là không còn một tí gì của bố mình ở trên con người của đứa con đấy nữa. Nghĩa là không còn một tí ân sủng nào, không còn một tí ơn huệ nào. Cái hình ảnh mà Luca dùng hay lắm: quần áo, nhẫn giày các thứ là xích bích sang bang cả, nhẫn cũng bán, giày dép cũng tuột hết rồi, quần áo xốc xích rồi, rách rưới rồi, có nghĩa là tất cả mọi ân huệ Thiên Chúa ban đều không còn ở nơi người con phạm tội. Tội làm hư hỏng tinh thần của con người, làm tổn thương con người ngay chính trong mối tương quan với Thiên Chúa. Trong mối tương quan với Thiên Chúa, tội nó là một bức tường ngăn chúng ta, để cho chúng ta không gặp được Thiên Chúa. Và trong giai đoạn 2 này, xin nhắc lại với các chị, Thánh Y Nhã nhắc rất là kỹ: khi chúng ta nhìn về con người của mình xong, đôi khi chúng ta thỏa mãn, hoặc là khi chúng ta lãnh nhận bí tích giải tội xong là chúng ta thấy con người mình nó thanh thoát như trên trời ấy, thì những lúc đấy là ma quỷ bắt đầu nó đâm vào cạnh xương của mình, bắt đầu nó tìm cách để nó đánh lẻ. Mà nếu mà chúng ta không cẩn thận là cái chuyện chúng ta rơi vào trong cái cạm bẫy của ma quỷ đấy à. Sau khi xin tội, sau khi kiểm điểm con người của mình xong, xin tội xong là thấy thoải mái quá rồi, thế là giai đoạn 3, giai đoạn 4 là coi như là thôi không cần nữa, coi chừng lúc đấy ma quỷ sẽ là cái nó tinh vi lắm, nó sẽ đánh. Thế chúng ta cẩn thận. Tội khiến con người từ chối Thiên Chúa, nghĩa là từ chối sự sống Chúa ban mà đi tới án phạt là cái chết. Ở đây không phải chết về thể xác, nhưng mà chết về tinh thần. Từ chối sự sống của Chúa. Chúng ta nhớ, sự sống của Chúa không phải là sự sống tự nhiên này đâu. Sự sống tự nhiên này chỉ là tạm bỡ thôi, chỉ là bước đệm để mình đi về nước trời, một cuộc lữ hành. Nhưng mà tội nó làm cho chúng ta từ chối sự sống mà Thiên Chúa ban, sự sống đến cực. Cho nên chúng ta thấy có nhiều người tôn trọng, người ta bỏ lễ ngày Chủ nhật lung tung cả, người ta vẫn sống, còn sống ngon hơn mình. Đôi khi nó còn làm ăn còn ngon hơn nữa, như là làm ăn chúng và tiền tỷ luôn chứ. Nhưng mà cái sự sống không phải là sự sống trần gian.
của cải ngoài của cải trên gian. Nhưng mà kho tàng là kho tàng nước trời, sự sống là sự sống vĩnh cửu. Trên tội nó làm cho chúng ta mất đi cái sự sống vĩnh cửu, mất đi kho tàng trên trời. Từ rạn nứt với Thiên Chúa đấng tạo hóa, tội cũng du nhập sự rạn nứt giữa các thành phần xã hội của con người. Nó nguy hiểm, từ Thiên Chúa đẩy tới rạn nứt trong cộng đoàn, nơi gia đình, nơi cộng đoàn, nơi xã hội, nơi huynh đoàn tu hội của chúng ta. Nếu chúng ta yêu Chúa mà chị em chúng ta có cáu kỉnh với mình sẵn sàng người tha thứ, các chị đồng ý không? Nếu chúng ta có quan hệ tốt với Chúa, có nghĩa là không có phạm tội trọng, không mất ơn đánh hoa, mà chị em mình có cáu kỉnh cắt đồng với mình thì cũng sẵn sàng cười hề thế là xong. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có quan hệ tốt với Chúa mà chị em mình vừa nói cái là gắt mù lên ngay lập tức. Đấy, cái tội, cái nguy hiểm là nó dung nhập vào cái sự rạn nứt trong thành phần mà chúng ta đang sống, nơi cộng đoàn, nơi xã hội, nơi gia đình, nơi tu hội của chúng ta. Và từ đó gây ảnh hưởng xấu hết thế hệ này đến thế hệ kia. Các chị vẫn luôn luôn lặp lại những cái người tốt và những cái người xấu đã chết, đúng không? Những người tốt mà chết á, thì thương lắm, nhớ lắm, tội nghiệp chị ấy chết, tội nghiệp mà anh ấy sống tốt lắm, chị em sống tốt lắm, quảng đại lắm, chị Chúa gọi về. Thế mà người nào mà sống bê tha tội lỗi thằng đấy đáng đời. Cái hậu quả nó kéo từ thế hệ này tới thế hệ kia. Đó, chúng ta thấy đó là cái hậu quả của tội. Cái người đấy chết thì đã đành, nhưng mà cái hậu quả nó để lại nó cứ vậy, nó cứ truyền miệng từ người này đến người kia đến người nọ, đời này đời kia, nó vẫn cứ lặp lại cái người xấu hoặc cái người tốt khi họ sống. Và như vậy con người trở nên nô lệ của nhân vật thứ ba là Satan. Cái hậu quả chúng ta trở nên nô lệ. Xin các chị cố gắng nhẫn nhục, nếu có nóng tính một chút thì cố gắng đầm tính lại. Ngày xưa tôi cũng nóng lắm mà không tin hỏi chị tôi. Rồi bây giờ tôi khác hẳn chị Chiểu, chị Hoàng, các con đã biết ngày xưa tôi làm thầy vớ vẩn và tôi đá văng hết tất cả những cái giá sắt để tập hát. Tập hát là ca đoàn lắng nhắn mà tôi ném sắt và tôi đi về tôi tập hát. Rồi sau khi làm linh mục của tôi vẫn còn nóng, kinh hoàng lắm. Những năm đầu đời linh mục của mình khi về xứ Tâm Hòa, tôi vặt cổ từng anh một. Ban hình giáo là chỉ có mặc quần sọc làm việc thôi chứ còn không có mặc áo. Sau một thời gian mình đi rồi, có nghĩa là nó chín mùi hơn trong chức linh mục. Rồi đi qua bên ngoại quốc học mấy năm, rồi từ từ với những lần linh theo hoặc là nhớ lại những cái lời nhắn nhủ của cha Thành, những lần linh thao vân vân, thì cũng nhờ sống với linh đạo tu hội của tôi bình tâm hơn. Là bây giờ hình như là tôi cũng không có nóng, người ta chửi tôi cười hề hề. Nó bình tâm, không phải lo lắng gì và sẵn sàng tha thứ cho họ. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên chúng ta không còn là nô lệ cho cái nhân vật thứ ba là Satan khi chúng ta có tội. À, vì vậy trên tôi xin các chị cố gắng hết sức đầm tính. Nếu trong cộng đoàn của mình, nếu trong huynh đoàn của mình, nếu trong tổ của mình có chị nào hơi gắt gỏng một tí với mình thì cố gắng mình nhẫn nhục xuống, uống miếng nước lạnh thì tự nhiên nó xuống rồi. Và lúc đó mà uống miếng nước nóng là coi như là bốc hỏa lên rồi, coi như là hỏng rồi, tức là cãi tay đồ với nhau là không được. Trên đó là cái hậu quả của tổ, hậu quả của bản tính con người yếu đuối của mình. Và khi chúng ta nhận ra được cái hậu quả yếu đuối đó thì chúng ta chế ngự nó bằng ơn Chúa, bằng sự điềm tĩnh, bằng sự bình tâm. Và trong những lần đi linh thao chúng ta được tập luyện qua phương pháp của ý nhãn. Tôi là sự xúc phạm đến Thiên Chúa
mà con người tự hủy diệt chính mình. Cho nên chúng ta thấy rằng là tôi là một nút thắt cản ngăn không cho Thiên Chúa đổ ơn xuống cho chúng ta, một cái máng chuyển thông ơn cho Chúa cho chúng ta, thì tôi là cản ngay ở giữa, ơn Chúa chỉ tới đấy là đứng. Hoặc là tôi là đào một cái hố sâu, bao nhiêu ơn Chúa xuống mà đổ xuống cái hố sâu này. Cái hình ảnh mà tôi vẫn đi qua các chị hàng tháng, đi qua Sài Gòn và đi qua Phà Cát Lái, đi qua với các anh hoặc là các chị, hoặc đi xuống với nhóm gia đình, đi qua Phà Cát Lái, tôi cứ nhớ thế, nếu mà không gói phà đấy chả qua được bên kia, ở đâm đầu xuống sông. Thế thì tôi là đào cái hố như thế thì Chúa vừa mới đổ xuống thì mới tỏ thấy xuống sông rồi, đầu mới qua được bên kia. Trên tôi là một sự cản ngăn ân sủng của Chúa đổ xuống trên chúng ta, nó nguy hiểm cho đấy, nó kinh khủng cho đấy. Khi dùng gươm giết Uriah, David nghĩ ông không chỉ xúc phạm đến một người mà đó lại là người ngoài Do Thái. David đã lầm vì ông không có quyền trên nhân phẩm và sự sống của tha nhân. Ông khinh dễ Thiên Chúa, ông bị phạt. Và như vậy chúng ta thấy rằng ông David, ông nghĩ rất đơn giản, để ông ấy chiếm được cái bà vợ của Uriah thôi. Nhưng mà qua cái việc chiếm bà vợ đấy, ông giết con người. Và giết con người như vậy là xúc phạm đến sự sống, xúc phạm đến nhân phẩm. Và cùng một trận David phạm đến 3-4 tội đều một lúc. Tội David nặng lắm. Tôi đánh ném vào cột cối đá vào cổ quăng xuống sông. Tôi giết người. Tôi lỗi giao ước với Chúa. Tôi ăn nằm với bà Uriah, lỗi giao ước hôn nhân. 3-4 tội toàn là tội nặng. Mà David thì được Thiên Chúa ban quá nhiều ơn. Từ một cái anh chàng trăng cừu trăng chim như vậy, được xích dầu phong vương, rồi từ đó làm vua cho Thái. Thế mà không nhìn ra cái ân huệ của mình mà phạt cái tội quá kinh khủng, 3-4 tội. Và như vậy khi phạm tội con người xúc phạm trực tiếp với Chúa trong kế hoạch tình yêu của Ngài, nghĩa là từ chối đi tình yêu nhưng không mà Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta thấy ở đây hình ảnh của David, tôi lấy là hình ảnh đấy, ông David này từ chối kế hoạch tình yêu, từ chối đi tình yêu nhưng không mà Chúa dành cho ông. Ông mất hết, ông không còn biết tình yêu Chúa. Và nếu mà ngày hôm nay các chị ngồi lại, các chị thấy Chúa thương mình quá là Chúa đổ quá nhiều tình thương trên cuộc đời của mình, từ khi mình mở mắt có trí khôn cho đến bây giờ. Thế mà đôi khi chúng ta không cảm nhận được tình thương, là chúng ta phạm tội. Một tình yêu nhưng không, chúng ta còn có công trạng gì để mà Chúa thương, Chúa vẫn thương. Thế mà chúng ta không cảm nhận được tình thương đấy, chúng ta phạm tội như David. Hai, tôi đã phạm tội. Tôi lấy hai hình ảnh rất đẹp trong năm nay, đó là hình ảnh của David và hình ảnh của Akash mà chúng ta vừa đọc trong những ngày vừa qua. David đã nhận ra tội của mình thật khủng khiếp qua lời của tiên tri Nathan. Tôi không lặp lại câu chuyện này nữa, nhưng chúng ta thấy David đã thú nhận tội sau khi Nathan cảnh báo cho ông. David nói tôi đã đắc tội với Chúa. 2 Samuel 12:15. Tôi đã đắc tội với Chúa. Ông ấy không nói tôi đã đắc tội với Uriah. Ông ấy không nói tôi đắc tội với bà vợ của Uriah. Ông ấy không nói tôi đắc tội với dân Do Thái, dân mà Chúa trao cho ông ấy đa ông làm vua. Nhưng ông ấy nói tôi đã đắc tội với Chúa. Chúng ta thấy một sự nhạy bén trong con người của David nhờ lời của tiên tri Nathan. Cho ông ta nhận ra rằng cái việc ông ta làm đó không phải là chỉ xúc phạm với Uriah, chỉ xúc phạm với bà vợ ông Uriah, chỉ xúc phạm dân tộc Do Thái, nhưng trên hết ông ta xúc phạm đến Chúa. Tôi đã đắc tội với Chúa.
Cái câu này của David tuyệt vời. Chứ đúng ra các chị mà đi xin tội ở thương gia và đắc tội với Uria, các cậu đắc tội với Chúa. Còn lỗi lời khấn thì con đâu có lỗi với Chúa, không lỗi với Chúa, con đã đắc tội với Chúa. Vì Chúa thương con mà con lại gặp tình thương của Chúa đi. Và chính vì cái câu này mà Chúa tha thứ cho David. Và cũng chính vì ông ý thức ông đắc tội với Chúa cho nên ông sám hối. Cho nên nó cái thẳm sâu của David nó nằm ở chỗ đó. Không có thời gian để phân tích nhân vật David này, nhưng mà trong cuộc linh thao nhắc lại một chút. Hành động của ông là sám hối, ăn chay, mặc áo nhập, ngủ dưới đất. Đó là những hình thức sám hối. Ông vua David này hay lắm này. Ngay cả vua khi bị tiên Simi con ông Gera mắng nhiếc, nguyên rủa ném đá vào David, vua cũng không cho đoàn tùy tùng sửa phạt hắn, mà còn lên tiếng nói rằng cứ để nó nguyên rủa, may ra Đức Chúa nhìn đến khổ cực của ta mà trả lại cho ta hạnh phúc. Chúng ta thấy khi David đi rồi, khi anh chàng này nó ném, nó chửi ông David như chó luôn. Thậm chí lính đoàn tùy tùng của David mà ông thưa bệ hạ cho con quay lại chém cổ cái thằng Simi, cái thằng này nó hỗn, nó chửi chú thượng của tôi. Vua David bảo đừng, cứ để nó ném, để tao chịu nhục, tao cố gắng nhục nhã. May ra cái sự chịu đựng nhục nhã này Chúa có thương tao không? Mà quả thật Chúa thương thật. Thì lúc đó mà vua David mà sừng cổ lên bảo thôi mày ra mày chém nó đi thì coi như hỏng luôn. Mà tại sao David không có giận dữ điều ấy, là bởi vì ông ta ý thức rằng ông ta đã đắc tội với Chúa. Và lúc đấy ông ta chỉ trông chờ vào tình thương của Chúa mà thôi, chứ không phải trông chờ vào sự bênh vực của đoàn tùy tùng với mình. Đây là cái thẳm sâu của tâm hồn David. Ông ta được gọi là Thánh Vương David. Chúng ta nhớ lại vụ Acas ngày hôm qua. Vua Acas cũng dùng thủ đoạn coi vợ của mình để giết Naboth và chiếm vườn nho của ông. Elia đã cảnh báo nhà vua về hành động tội lỗi đó. Chúng ta xin đọc lại. Vua Acas nói với Elia: hỡi kẻ thù ta, ngươi đã bắt được ta. Elia đáp: tôi đã bắt được ngài làm điều dữ trái mắt Thiên Chúa. Này ta sẽ giáng họa xuống trên ngươi, ta sẽ xóa sạch hậu duệ ngươi, ta sẽ tiêu diệt các đàn ông con trai của Acas trong Israel. Nghe lời ấy, vua Acas xé áo mình ra, khoác áo vải bố bám sát vào thịt, ăn chay, nằm ngủ với bao bì và bước đi thiểu não. Chúng ta thấy cái hành động sám hối của David và hành động sám hối của Acas giống nhau. Ông Acas bước đi thiểu não, thì vua David bước đi trong sự nhục nhã khi anh chàng Simi kia mắng nhiếc mình. Đấy, chúng ta thấy. Và với sự ăn năn hành động đó, Thiên Chúa không giáng họa nữa. Và còn nhiều những nhân vật khác trong Kinh Thánh đã phạm tội và đã sám hối đều được Thiên Chúa thứ tha và không đánh phạt. Simi đã tiến ra nhận tội và David tha thứ cho anh chàng Simi. Salomon nghe đàn bà 300 cung phi nhiều lắm, thờ các thần ngoại, nhưng vì David, vì Jerusalem mà Thiên Chúa đã chọn để cho Salomon một chi tộc. Có quá nhiều các nhân vật trong Kinh Thánh phạm tội. Phêrô, Phaolô, Maria Magdalena, Augustino và nhiều người khác nữa trong đời sống giáo hội cũng đã được tha thứ. Xin các chị nhớ lại tất cả những người trong đời sống giáo hội, trong Kinh Thánh vì phạm tội đều được Chúa tha thứ. Và trong đó tất cả tôi nữa, chính bản thân của mình đang ngồi trước mặt Chúa, tôi cũng đắc tội với Chúa.
chúng ta cũng có thể nói gì rằng kết thúc. Hãy để cuốn phim cuộc đời của mình từ từ quay lại, rồi từ đó cố tìm ra những điều xấu, những tội lỗi nặng nhẹ, những nét xấu hay phạt, những tính gương lười đã kéo tôi trì trệ trong đời thánh hiến, những quyết tâm trong những kỳ linh thao hay khi tính tâm là không chuyên toàn. Xin các chị để cho cái cuốn phim của cuộc đời của mình quay lại một cách thật rõ, thật rõ ràng. Nếu chỉ nhìn sơ qua điều tốt thôi và cũng có thể bỏ qua vì điều tốt, sự thánh thiện dễ thấy, dễ tự hào, dễ khoe với người khác, nhưng dễ quên đi tội lỗi. Xin các chị nhìn vào tất cả những điều xấu, kể cả điều xấu bé nhất, nhỏ nhất, moi nó ra. Những cái điều xấu lớn chúng ta dễ nhìn thấy lắm, những tội trọng chúng ta dễ thấy lắm, nhưng mà cái tội tí tí chúng ta khó thấy. Nó nhìn con cháy con rận đó. Và cả những cái tí tí như con cháy con rận đấy, xin các chị cũng phải nhìn cho ra. Bởi vì nếu chúng ta còn để lại một tí nào, cái con chí con rận đấy mai mốt nó sẽ đẻ ra hàng tỷ con chí con rận trong tâm hồn của mình. Có thể khi chúng ta quay lại cuốn phim cuộc đời của mình, chúng ta thấy nhiều điều tốt chúng ta làm được lắm, sống đời sống thánh hiến thế đời rất tốt. Mà đôi khi chúng ta nhìn toàn về điều tốt không thôi thì chúng ta lại bỏ quên những cái điều thiếu sót, những tội lỗi. Mà trong kinh thú nhận chúng ta nhớ, khi đọc kinh thú nhận chúng ta nhớ lỗi tại tôi, lỗi tại ta ngoại đàm, mà cả những điều thiếu sót, chứ không phải những cái tội chúng ta đã phạm hay những ước muốn mà chúng ta đã chiều theo. Thế hãy để cuốn phim của mình quay lại từ từ trong giờ vào ban chiều này, là để chúng ta chuẩn bị bước vào cái tiến trình thanh tẩy trong giai đoạn tiếp theo. Và khi cuốn phim chúng ta quay lại càng kỹ, chúng ta nhìn càng kỹ, càng sâu vào trong con người của mình, chúng ta bộc bạch ra với Chúa, thì chính lúc đó Chúa sẽ đổ ơn xuống cho chúng ta, Ngài sẽ chữa trị cho chúng ta. Ngồi ghi lại thật kỹ, rõ ràng những tội tôi đã xúc phạm đến Chúa, đến bản thân, đến tha nhân, để chuẩn bị tâm hồn lãnh ơn ra hòa. Chúng ta đang tiến dần tới giai đoạn canh tân thanh tẩy. Và sau giai đoạn canh tân thanh tẩy là giai đoạn mà chúng ta bước đi với Đức Giêsu Kitô, chiêm ngắm Ngài, để chúng ta theo Ngài một cách sát hơn. Đó là giai đoạn 3 trong tiến trình linh thánh. Cho nên xin các chị cố gắng trong tiến trình thứ hai này, chúng ta tìm hết cái gì ở trong con đường của mình, để chúng ta đi vào trong cái cuộc khóa cảnh thật tốt, để những bài kế tiếp tôi sẽ giúp các chị nhận ra chính Thiên Chúa, đấng nhân từ, đấng yêu thương, đấng tha thứ, đấng chữa lành, và chúng ta không bao giờ sợ hay mặc cảm vì chúng ta